Rồi, ok. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị làm một viên pin này. Thì viên pin này của một bạn đã tự làm và gửi lại cho tôi. Vâng, bởi vì viên pin này có quá nhiều cái lỗi cho nên là tôi cũng muốn là chia sẻ với quý vị để cho một số anh em mà muốn tự chế pin để rút kinh nghiệm. Vấn đề đầu tiên đó chính là bạn này để nguyên cái cầu chì cũ và chưa đấu nối lại. Thì gần như cái cầu chì này khi chúng ta đấu lại xèo thì nó sẽ bị đứt trong quá trình sử dụng. Vấn đề thứ hai đó chính là phần cảm biến nhiệt đã bị đứt rời ra. Thì tôi xin lưu ý với quý vị rằng là khi mà cái cảm biến nhiệt này bị đứt hoặc là bị hỏng thì toàn bộ mạch này nó sẽ ngắt, nó không cấp dòng cho laptop nữa. Và vấn đề thứ ba đó chính là bạn khách này đã dùng một cái dây rất là kém chất lượng để đấu nối vào đây. Vấn đề thứ tư là bạn khách này đã không dán cách nhiệt, cách điện và để cái chân này nó thò ra. Thì như quý vị thấy rằng là cái phía sau của cái bảng mạch này nó có rất nhiều các cái điểm kết nối. Thì khi mà chúng ta gắn cái mạch vào đây thì nó sẽ đè lên cái phần mà chân pin này thì nó sẽ chập cháy. Tuy nhiên là ở đây thì tôi đã phát hiện sau khi tháo ra thì cái dây này đã cháy và đã đứt. Mà tôi cũng thấy rằng rất may rằng là cái dây này đã bị đứt, chứ không thì rất là nguy hiểm. Đấy, quý vị có thể xem. Thì ở đây bạn khách này đã để nguyên cái phần dây này và ép vào đây. Vì cái viên pin này không được dán cách nhiệt cách điện cho nên là nó đã chập vào nhau. Và tại phần này thì quý vị nhìn thấy rằng là nó đen xì và nó bị chập cháy. Viên pin này thì không sớm thì muộn thì nó cũng sẽ bị chập thôi. Thay toàn bộ cell mới và làm lại viên pin này. Đây thì đầu tiên là tôi sẽ cắt hết các cái phần lung tung đi và tôi sẽ đấu lại chì. Phần này là phần cầu chì này. Đây, cầu chì thì tôi sẽ bỏ đi và tôi đấu lại như thế này. Thì quý vị để ý rằng là tất cả những cái viên pin mà tôi làm chia sẻ trên kênh thì tôi đều đấu lại cái cầu chì này. Và đồng thời thì tôi cũng đã gắn cái cảm biến nhiệt vào đây. Bây giờ thì tôi sẽ bỏ 3 cell pin cũ này đi và thay vào bằng 3 cell pin mới. Đây, 3 cell pin mới sẽ như thế này. Vâng, thưa quý vị, đây là phần pin mà tôi vừa mới cầu dây. Và quý vị có thể quan sát rằng là gần như là tôi đã dán rất là kỹ và không có bị đè, bị nối gì cả. Thì bây giờ tôi sẽ hàn dây vào. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tôi cũng vừa mới thay 3 cell pin mới và tôi đi lại dây. Thì quý vị có thể thấy rằng là đây là dây Ameang chống cháy nhá. Nó khác với lại cái dây hồi nãy. Và quý vị có thể quan sát rằng là tôi đã lắp cái khối pin này, nó tách rời với mạch và nó không nằm đè lên mạch. Và các tai tiếp xúc của pin thì đã được tôi dán cách điện và cách nhiệt. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chạy phần mềm cho viên pin này. Vâng, như vậy thì tôi cũng vừa mới chạy phần mềm xong cho viên pin này. Thì với viên pin này thì tôi sửa nên là tôi mô phỏng thôi chứ tôi không đi vào chi tiết. Và với viên pin này thì tôi sẽ đưa nó về dung lượng gốc là bằng 3950. Thì điện áp của 3 cell pin là đều nhau. Đấy, như thế này là tương đối đều rồi. Thì bây giờ thì tôi sẽ xả thử. Đấy, cái phần này âm 1000 là đang xả. Ok rồi nha quý vị. Còn bây giờ thì tôi sẽ sạc thử. Đây rồi, thưa quý vị, như vậy thì cũng đang sạc ok rồi nha. Đấy. Thì viên pin này thì tôi sửa cho nên là tôi làm tóm tắt như vậy thôi. Còn nếu quý vị nào mà muốn xem chi tiết về cái đoạn chạy phần mềm thì quý vị có thể xem ở những viên pin trước đó hoặc là sau này.
Vâng, như vậy thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với quý vị và các bạn cách để sửa viên pin này. Và đây cũng là cách đóng mới xeo pin cho viên pin này luôn. Và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Quý vị nào thấy hay mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký và nhấn vào nút chuông. Xin chào và hẹn quý vị ở những video sau.